Huy ha. Rồi xin chào các anh chị. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn ha. Bây giờ thì là 9:10 giờ rồi. Vậy thì uh, bao nhiêu anh chị ở đây là đồng ý với Huy rằng là chúng ta quyền năng lớn nhất của con người là quyền được lựa chọn đúng không ạ? Và trước đây thì uh, Huy luôn luôn có một cái niềm tin và ngay bây giờ ngay bây giờ hay lúc này huy cũng tin như vậy anh chị đó là mỗi người thì đều có một cái số phận tuy nhiên rằng cái số phận đó thì lại do chính cái người đó quyết định anh chị ha à, chúng ta đều có quyền được lựa chọn cuộc sống của mình chúng ta có quyền rằng chúng ta đặt cái mục tiêu là gì chúng ta có quyền được lựa chọn rằng là mình sẽ sẽ trở thành ai trong tương lai đúng không ạ? Chúng ta được quyền lựa chọn rằng chúng ta sẽ làm gì trong cuộc sống này, chúng ta được quyền lựa chọn rằng chúng ta có những cái mục tiêu, những cái ước mơ, những cái hoài bão gì và chúng ta được quyền lựa chọn rằng là chúng ta sẽ theo đuổi những mục tiêu đó, những ước mơ đó, những hoài bão đó hay là chúng ta sẽ từ bỏ những cái điều đó, đúng không ạ? Đó cũng là quyền được lựa chọn. Anh chị đồng ý không ạ? Vậy thì vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã học xong nếu nếu anh chị đã đồng hành được trong những cái ngày vừa qua thì chúng ta đều biết rằng là giờ ở bên trong của người chúng ta thì có sáu cái giác quan và trong đó thì cái giác quan thứ sáu đó là gì là cái giác quan quan trọng nhất chính là cái tâm thức anh chị chính là cái tâm thức anh chị ha cái tâm thức và cái tâm thức thì là có được bao gồm từ ý thức và tiềm thức, ý thức thì có chức năng là ra quyết định, đưa ra quyết định, đưa ra lựa chọn và tiềm thức là cái mảnh đất khu vườn màu mỡ được lưu trữ những cái hạt giống, được lưu trữ những cái niềm tin, những tư duy, những cái cảm xúc, những cái hạt giống thành công, hạt giống thịnh vượng hay là những cái hạt giống chưa thành công, chưa thịnh vượng. Anh chị theo kiểu mà yes. Và à, nếu những cái gì mà chúng ta gieo trồng trong cái khu vườn này, thì nó sẽ đơm hoa kết quả. Những cái hạt giống gì mà chúng ta được gieo trồng trong cái khu vườn này thì nó sẽ nở rộ. Và nếu chúng ta nuôi dưỡng những cái hạt giống đó thì sao ạ? Thì những cái điều đó nó sẽ mọc lên mà nó sẽ nở rộ lên cái cuộc đời của chúng ta. Đó chính là cái quy luật anh chị. Vậy thì quay trở lại vậy. Vậy thì nếu như anh chị ở à, ngày hôm qua thì chúng ta nói tới một cái phần rất là quan trọng. Đó là gì? Đó là về cái trực giác. Trực giác đúng không ạ? Hầu hết mọi người đúng không ạ? chúng ta sẽ thường là gì? đưa ra những quyết định dựa trên trực giác anh chị ha thường là gì? chúng ta sẽ đưa ra rồi 60 phần trăm những quyết định mà chúng ta đưa ra là theo trực giác anh chị và trực giác thì sao ạ à? trực giác thì luôn luôn đúng anh chị nhé trực giác thì luôn luôn đúng được không ạ bởi vì anh chị tin là đúng thì anh chị mới để nó vào đầu mình đúng không ạ bởi vì chúng ta tin trực giác của mình đúng cho nên chúng ta mới để nó trong đầu mình, chúng ta mới tin nó, chúng ta mới để nó bên trong mình. Nhưng mà có một điều rất là quan trọng vậy. Dù rằng trực giác là đúng, nhưng nó chỉ đúng với bạn thôi. Dù là trực giác nó đúng thì nó chỉ đúng với bạn thôi. Nó chưa chắc đúng với người khác. Anh chị em ạ. À? à cái trực giác của chúng ta nó đúng và nó đúng và nó chỉ đúng với chúng mình chứ chính mình thôi. Nó không đúng với người khác nếu bạn tin rằng bạn không làm được bạn đúng nhưng điều đó đúng với bạn nhưng đối với người khác thì chưa chắc người khác có thể làm được điều đó nếu bạn tin rằng điều đó là không thể bạn đúng bởi vì điều đó đúng với bạn nhưng điều đó chưa chắc là không thể với người khác nó không đúng với người khác nó chỉ đúng với mình thôi và đúng ở đây thì chưa chắc là thành công Đúng ở đây thì chưa chắc là chiến thắng. Đúng ở đây thì chưa chắc là giàu có, là thịnh vượng, là khỏe mạnh, là hòa hợp, là hạnh phúc. Anh chị theo kịp không ạ? Bao nhiêu trong số anh chị ở đây chúng ta đã từng trải qua hoặc đã từng chứng kiến những cái người thân, những người bạn họ tranh cãi vì bảo vệ cái đúng và dẫn tới những cái mối quan hệ không được hòa hợp bởi vì đúng mà đúng không vì cái đúng mà dẫn tới quan hệ không hòa hợp vì cái đúng mà dẫn tới là chia cách chia ly đúng không ạ và những điều chúng ta tin là đúng chưa chắc nó mang lại cái sự hòa hợp. Những điều chúng ta tin là đúng chưa chắc nó mang lại cái sự khỏe mạnh. Những điều chúng ta tin là đúng chưa chắc nó mang lại sự thành công hay là sự thịnh vượng hay là sự giàu có anh chị. Và cái bí kíp ở đây là gì? Ngày xưa khi mà chúng ta nói rằng là dạ, có một cái câu nói của dân gian đó là con vua thì lại làm vua con xài ở chùa thì quẹt là đà đúng không ạ à? nhưng ngày hôm nay anh chị khi mà con người chúng ta đã ở cái thế kỷ 21 này thì bất cứ ai cũng có thể thành công nếu như bạn không sinh ra là con vua bạn vẫn có thể thành công anh chị em ạ à? vậy thì thành công bằng cách nào thì chúng ta chỉ nói đơn giản thôi ví dụ bao nhiêu giơ số anh chị ở đây đúng không ạ? Hầu hết thì những anh chị đang ở trong cái, cái Zoom này thì chúng ta là những anh chị đang kinh doanh đúng không ạ? Vậy thì bao nhiêu giơ số anh chị ở đây mình mong muốn là doanh nghiệp của chúng ta nó sẽ phát triển lên, nó sẽ mở rộng lên và nó sẽ gia tăng đúng không ạ? Chúng ta có thể gia tăng dân số và cái sức mua nó tăng lên ạ. Yes. Và anh chị có đồng ý rằng là có rất nhiều người ở ngoài kia đã làm được những điều đó chưa? đã có đúng không? rất nhiều người ở ngoài kia họ cũng đã giờ làm được những cái điều đó đúng không vậy thì cái điều quan trọng ở đây giờ nếu như chúng ta muốn có thể đạt được những cái kết quả đặc biệt là về thành công về kinh doanh về tài chính thì chúng ta sẽ quay trở lại một trong những cái công thức cơ bản nhất trong tất cả mọi việc nó đều có một công thức nó đều theo cái công thức này và công thức này thì nó sẽ được vận hành theo kiền ba chân và cái công thức này là gì? Nó là tam giác vàng của thành công anh chị ha. Anh chị có thể là vẽ vào trong cái quyển sổ tay của mình ha. Tam giác vàng của thành công, một cái tam giác có ba cái đỉnh anh chị. Đúng không ạ? Có ba cái đỉnh. Và ba cái đỉnh này là gì ạ? Những cái đỉnh của tam giác thì đỉnh thứ nhất là tư duy. Tư duy, niềm tin, suy nghĩ, nhận thức. Khi bạn làm một cái điều gì đó, bạn phải có tư duy khi bạn làm một cái điều gì đó, bạn phải có hiểu biết, bạn phải có kiến thức, bạn phải có những cái niềm tin của người thành công. Bạn mới có thể làm được. Và cho Huy hỏi chị rằng là có ai ra ngoài kia kinh doanh bằng một cái đầu rỗng mà thành công được không ạ? Thật ra không phải là chỉ là kinh doanh không, công việc gì cũng vậy mà nếu bạn làm bất kỳ công việc gì mà bạn làm với một cái đầu rộng thì bạn có thành công được không? Không nói kinh doanh thôi, nói tất cả các công việc luôn. á Trừ những cái công việc mà lao động chân tay thôi. Còn nếu mà cái công việc nào mà nó bắt buộc phải có một ít nào đó chi ốc thì chắc chắn không được. Đúng không? Ngay cái bây giờ làm bác sĩ đi mà bạn không có tí kiến thức gì về y khoa, về y tế có làm được không? bây giờ làm luật sư mà trong đầu bạn không có hiểu biết gì về luật hết bạn có làm được không hay là bây giờ bạn làm kiến trúc bạn không có kiến thức về kiến trúc bạn cũng không làm được đúng không hay thậm chí bạn làm một cái gì uh, làm bạn nông nghiệp đi bạn làm nông nghiệp mà bạn không có cái hiểu biết về cái quy trình để canh tác quy trình để có thể là đúng không à, chăm sóc quy quy trình để có thể gì dạ, à, nuôi lớn cây cỏ đúng không cái cây đó nó cần cái phân gì cái cây đó nó cần là bao nhiêu nước cái cây đó nó cần cái điều kiện nhiệt độ gì nó cần là sới đất như thế nào đúng không à, mình không biết thì làm sao mà làm được anh chị mà và thậm chí giờ dạ, chúng ta còn có thể thấy một điều là gì dạ. tất cả những cái công việc trong cuộc sống này mà hầu hết hầu hết nha hầu hết thì chúng ta cần phải có tư duy cần phải có suy nghĩ phần còn phải có hiểu biết và đặc biệt là cái niềm tin là niềm tin ở đây là gì? niềm tin ở đây là niềm tin rất quan trọng. đó là niềm tin chiến thắng. tại sao niềm tin chiến thắng lại quan trọng? bởi vì khi anh chị làm một cái điều gì đó mà anh chị tin tưởng rằng là gì? cái kiến thức đó nó mang lại kết quả thì anh chị mới làm. có đúng không ạ? À? có nghĩa là anh chị ví dụ như anh chị anh chị làm về anh chị anh chị anh chị anh chị làm anh chị ví dụ như anh chị là bác sĩ đi thì mình có hiểu biết về ngành y nhưng mà giờ, những cái hiểu biết đó là mình đã học và mình tin chắc là giờ, mình có một cái niềm tin là giờ, là những cái kiến thức mà mình được học đó khi mình áp dụng mình có thể chữa bệnh được cho bệnh nhân của mình có đúng không ạ còn nếu chỉ không tin vào cái kiến thức của mình thì làm sao ạ thì chúng ta sẽ không thể ứng dụng được chúng ta sẽ không dám đưa đơn thuốc chúng ta sẽ không dám chữa bệnh chúng ta sẽ không có dám là uh, ứng dụng và chúng ta sẽ không có thành công được trong cái việc là hành nghề à, anh chị theo kịp không cái niềm tin rất quan trọng là cái niềm tin là những kiến thức đó những cái mà mình biết đó nó hiệu quả thì mình mới làm còn nếu như bạn không tin là những kiến thức bạn 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 có nó không nó không hiệu quả thì bạn sẽ không có dùng đâu bạn sẽ không ứng dụng nó bạn sẽ không làm nữa. và bạn sẽ không thể có kết quả được anh chị theo kiểu mà đấy cái vấn đề là như vậy mình phải tin đúng không? mình niềm tin chiến thắng này là tin là dạ tôi làm được, tin rằng là, là cái 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 kiến thức này đúng không? những cái hiểu biết này của mình nó có thể mang lại hiệu quả, những cái hiểu biết này mình có thể dùng để có thể chữa bệnh cho người khác, để mình có thể dạ? giúp đỡ được người khác hay như thế nào đó, mình có một cái niềm tin chắc chắn là gì dạ? à cái kiến thức này chắc chắn sẽ thành công. bao nhiêu số hiểu bài học này của tôi ạ? Yes. hay là một kỹ sư xây dựng kỹ sư xây dựng là gì kỹ sư xây dựng đó là những người mà lên những cái bản vẽ những cái thiết kế để có thể là tính toán và uh, tính toán xem là cái dầm tính toán xem là cái 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 bê tông ấy tính tính toán xem là cái nhà đó là cần phải có bao nhiêu cây cột uh, cái cột đó thì sẽ cần bao nhiêu thanh thép cần bao nhiêu bê tông cần uh, diện tích rồi vân vân đó mà nói chung là làm sao để là cái ngôi nhà đó có thể xây dựng được đúng không ạ để xây dựng được mà không bị sập. Đấy. Ok chưa? Dạ. Và nếu như xây được còn phải có người vào nữa tính luôn cả có người vào nữa. À tính coi là nếu như ngôi nhà đó là có mấy trăm người ở trong những ngôi nhà đó, người ta đứng ở trên tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 gì đó, đúng không? Rồi coi tính xem đã sức gió, gió qua, gió lại rồi gió tùm lum tà la tà đây tà lực, rồi xong rồi trọng lực trái đất rồi xong rồi cái cái tính coi là cái 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 đất ở đó là độ xây như thế nào để nó phù hợp với lại cái đất ở đó, vân vân thì cái nó là công việc của một cái kỹ sư xây dựng. Và khi mà cái người này anh ta lên một cái một cái dập một cái bản vẽ, một cái thiết kế một cái căn nhà thì phải tính tất cả những thứ đó. Nhưng mà nếu như cái người kỹ sư này anh ta không tin tưởng vào những cái nguyên lý, những cái định luật vật lý mà anh ta được học thì anh ta có dám xây nhà cho người ta không? Anh ta không tin vào những cái công thức về cái việc mà chọn bê tông hay là những cái công thức mà tính dầm hay là cái công thức tính sức bền vật liệu à, vân vân đúng rồi, nó nói nó, những cái đó cho nó đơn giản đi thì làm sao mà làm sao mà anh ta dám áp dụng anh ta làm sao mà anh ta dám mà đưa ra để anh ta xây đúng không? anh ta anh ta đưa ra để cho là là các anh thợ xây người ta xây được anh chị đồng ý không ạ? Yes. Và anh ta tin nhưng mà anh ta đã anh ta đã tin đúng rồi Anh ta đã học kiến thức đúng, kiến thức đó đúng và anh ta tin rằng là chắc chắn rằng là tôi mà xây theo cái công thức này đúng không? Thì chắc chắn rằng ngôi nhà đó sẽ rất tuyệt vời. Anh chị hiểu mà Đấy, có nghĩa là cái niềm tin về những cái kiến thức về cái hiểu biết của mình nó cũng rất là quan trọng. Niềm tin chiến thắng anh chị ha rồi và cái đứng như rồi có tư duy có hiểu biết có niềm tin rồi nhưng mà và cái thứ hai là cái thứ hai chính là một trong những cái thứ rất là quan trọng để giúp cho chúng ta thành công trong bất kỳ công việc gì bất kỳ là bất kỳ đó chính là công cụ của anh chị công cụ anh chị ha công cụ có quan trọng không ạ à? công cụ rất là quan trọng Hãy nói tới một cái việc, một trong những cái thứ mà có thể là được, được gọi là một cái thứ tuyệt vời nhất của cuộc đời này. Mà nó đã mang lại cái sự văn minh và phát triển cho nhân loại anh chỉ biết là cái gì không ạ? Chính là ngọn lửa. Ngọn lửa chính là thứ đã mang đến cái sự phát triển và văn minh cho nhân loại. Đúng không ạ? Nó rất là tuyệt vời. Ngọn lửa rất là tuyệt vời. Và khi có ngọn lửa thì con người có thể là làm được rất là nhiều thứ. Đúng không? Rất là nhiều thứ. Từ một cái ngọn lửa thôi. Con người đã sáng phát minh, sáng tạo, phát triển, làm được rất là nhiều thứ trên cuộc đời. Và chúng ta sẽ nói tới một cái việc đó là việc tạo lửa. Vậy thì nếu như để tạo được lửa thì nếu như chúng ta không có kiến thức, chúng ta không có tư duy, chúng ta không có biết cách thức để tạo lửa thì có tạo được không ạ? Không biết cách làm thế nào để tạo ra lửa. Không có hiểu nguyên lý làm thế nào để tạo ra lửa có làm được không ạ? À chắc chắn là không đâu. Và đương nhiên rồi, thì tạo lửa thì sao? Tạo lửa thì có thể là gì? À Ý rằng là nếu như bạn có kiến thức về tạo lửa đi, bạn biết cách là có thể lấy uh, hai cái uh, hai cái thanh gỗ mà chà ma sát nhau thì nó sẽ nó sẽ bắt lửa đúng không? À, chà cho mâu lâu đó thì nó sẽ bắt lửa vân vân, có cái công thức có cái kiến thức để tạo lửa. Nhưng mà rõ ràng là gì vậy? Nếu như chúng ta có cái công cụ thì sao? Nếu chúng ta có cái công cụ thì sao ạ? À nếu như chúng ta có cái công cụ như là cái hộp diêm, que diêm có cái bật lửa thì có phải cái cái việc tạo lượng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều không ạ? Dễ hay rất dễ ạ? À? à rất là dễ đúng không? Rất là dễ đúng không? Dễ hơn rất nhiều, nhanh hơn rất là nhiều. Đương nhiên chúng ta cũng phải học cái cách để sử dụng công cụ đó. Anh chị theo kiểu không ạ? À? À, mình phải biết được là à cái quay diêm mà cái gì mình phải biết là cái hộp diêm và nó phải 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 sử dụng như thế nào đúng không hay là cái bật lửa nó là nó vận hành như thế nào bây giờ cứ bật 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 quạ không bật được tại vì sao tại vì hết ga rồi đúng không ừ, nhiều khi là, là cứ phải, phải hiểu được cái nguyên lý của cái bật lửa như thế nào à hiểu được à là nó phải có la ga rồi phải bấm như thế nào nó mới ra lửa được đúng không bấm không đúng là bạn bị phỏng thay thì sao anh chị hiểu không đấy thì cái tư duy lúc đó nó cũng rất là quan trọng nhưng mà cái công cụ nó sẽ hỗ trợ thêm như cái tư duy của chúng ta Bà thì theo kịp tới đây thì tôi ạ. Yes. Và cái kỹ năng đúng không ạ? Cái cuối cùng, cái thứ ba chính là kỹ năng. Kỹ năng là gì? Dạ? Kỹ năng là những cái kỹ năng đúng không ạ? Nói đơn giản là kỹ năng. Kỹ năng là hành động. Cái việc mà chúng ta làm đi làm lại một cái việc gì đó thì chúng ta trở nên giỏi lên thì cái hành động đó mà thì nó trở thành những cái kỹ năng của mình. Như cái việc bạn cứ bật lửa Bạn luyện cái việc bật lửa hoài thì sao ạ à? Thì bạn có cái kỹ năng bật lửa Bạn sẽ bật rất là chuyên nghiệp Bạn sẽ bật lửa rất là điệu nghệ Bạn sẽ bật lửa Và bạn không có sợ bị phỏng tay Anh chị hãy thử ở giờ anh chị hãy thử đưa cho Đưa cái bật lửa cho một cái người mà chưa bao giờ Sử dụng bật lửa đi thì có phải họ sẽ rất là lú cuốn họ sẽ họ sẽ đúng không ạ à? họ sẽ rất là khó thậm chí là họ 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 không dám làm luôn anh chị đồng ý không ạ anh chị theo kiểu không ạ yes bởi vì người ta chưa có kỹ năng mà người ta biết là người thậm chí người đó hiểu nguyên lý của cái bật lửa luôn ấy người ta có bật lửa trên tay đó nhưng mà họ cũng không dám hay là đưa cho người ta cái hộp diêm quay diêm ấy cũng không có dám cầm đâu mà chưa bao giờ tạo lửa bao giờ thì chắc chắn là người đó sẽ giờ à sẽ 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 mà thậm chí là không làm được là có thể nếu mà làm được thì sao ạ cũng có thể là rất là dễ học đúng không ạ yes. À, đúng không? Nhưng, nhưng, mà nếu như mà bạn làm hoài là bạn thấy bình thường không ạ anh chị nào làm hoài rồi là mình thấy bình thường là, ừ có gì đâu bực cái là xong đúng không à có gì đâu đánh cái quay gì một cái là xong rồi đúng không à, tự nhiên mình thấy nó bình thường mình thấy nó dễ dàng mà thì đó chính là bởi vì anh chị đã làm nhiều cho nên cái đó thành kỹ năng của mình đúng không ạ nó đã thành kỹ năng rồi kỹ năng của mình rồi và cái kỹ năng đó là kỹ năng của chính anh chị của chính mình người khác không thể có được mà nếu như một người nào muốn có kỹ năng đó thì họ phải rèn luyện họ phải luyện tập thì họ mới có được kỹ năng đó bao nhiêu số hiệu bài học tôi ạ à. yes và kỹ năng không thể dạy được kỹ năng chỉ có thể hướng dẫn nhưng để có được kỹ năng thì bạn phải rèn luyện bạn phải ứng dụng bạn phải rèn luyện bạn phải mai dũa có câu là văn ôm võ luyện nếu như ngay bây giờ bạn được học một cái giờ một cái bộ môn võ công mà gọi là vô địch thiên hạ chẳng hạn nhưng mà bạn không có luyện võ mỗi ngày thì sao ạ à? thì bạn cũng sẽ không thể mà không thể trở thành vô địch thiên hạ được có đúng không ạ? Lý Tiểu Long có một câu rất là hay, anh chị biết Lý Tiểu Long không ạ? Lý Tiểu Long, yes. Lý Tiểu Long một trong những cái ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất đúng không ạ? À, của Hollywood đúng không ạ? Thì Lý Tiểu Long có nói một câu rất là hay vậy, đó là tôi không sợ cái người mà đá được một ngàn cú đá mà mỗi cú đá đá được một lần thôi. Mà tôi sợ cái người tập một cú đá một nghìn lần. cái cú đá đó mà được tập một nghìn lần thì nó nguy hiểm hơn cái người mà biết một nghìn cú đá mà mỗi cú chỉ tập một lần thôi đó chính là sức mạnh của kỹ năng đó. chị và tư duy công cụ kỹ năng ba thứ này hợp lại với nhau thì bạn sẽ thành công bạn sẽ thành công trong cái việc tạo và chúng ta lấy cái việc tạo lửa là cái ví dụ vậy thì quay trở lại câu chuyện kinh doanh thì sao theo anh chị kinh doanh có phải cũng không khác gì cái việc mà chúng ta tạo lửa không kinh doanh nó không khác gì cả đúng không ạ à? kinh doanh chúng ta nếu như muốn kinh doanh thành công thì bạn phải có tư duy kinh doanh tư duy kiến thức hiểu biết của những doanh nhân thành công bạn phải có kiến thức của một chủ doanh nghiệp thành công bạn phải hiểu được nền kinh tế bạn phải hiểu được là kinh doanh nó được vận hành như thế nào bạn phải có hiểu biết bạn phải có tư duy bạn phải có tầm nhìn bạn phải có chiến lược chiến thuật kinh doanh bạn phải hiểu về marketing bạn phải hiểu về bán hàng bạn phải là bậc thầy bạn phải có kiến thức về lĩnh vực đó bạn mới thể ứng dụng được không thể kinh doanh với một cái đầu rộng được bao nhiêu số anh chị ở đây đã chứng kiến có hàng trăm thậm chí là hàng ngàn hàng chục nghìn startup những thương nhân những doanh nhân trẻ những startup khởi nghiệp những bạn trẻ khởi nghiệp với những cái đầu rộng à. bao nhiêu số anh chị ở đây đã chứng kiến có những cái người đó mà à, có những người thậm chí cũng đã lớn tuổi rồi họ bỏ cái công việc của họ họ bước ra kinh doanh nhưng mà họ lại chẳng biết gì về kinh doanh cả và họ vẫn làm và sau đó họ thất bại dù những người này rất chăm chỉ dù những người này rất nỗ lực dù những người này rất cố gắng dù những người này có quyết tâm cực kỳ mạnh mẽ họ quyết tâm hơn bất kỳ ai nhưng mà họ cũng không thể thành công được, họ cũng phải nhận cái quả đắng của thất bại. Cái những cái câu chuyện này có quá nhiều không à? Chúng ta đã chứng kiến có quá nhiều người như vậy. Nhưng cuối cùng là gì ạ? À? Cái vấn đề ở đây là gì? Cuối cùng vấn đề ở đây là gì ạ? À? Anh chỉ nghe được Huy nói mà. À thầy Huy thấy màn hình nó đứng đơ hết nên Huy không biết là anh chị có nghe được không? Ok ha. Vậy thì sao ạ? Vậy thì cái nguyên nhân ở đây là gì? Là bởi vì những cái người đang gặp thất bại trong kinh doanh đó, họ đi kinh doanh với cái đầu rỗng. Họ là chuyên gia trong cái nghề của họ, nhưng họ không biết kinh doanh. Bà có hiểu không ạ? tôi ạ à. Ví dụ nha Một cái cô kia Cô đó Là một cái Thợ làm bánh rất là giỏi Cô ấy rất giỏi làm bánh Cô ấy làm bánh rất là ngon Bánh gì cô ấy cũng làm được Bánh phương Đông Hay bánh phương Tây cũng làm được Bánh ngọt hay bánh mặn Cô ấy cũng làm được và làm rất ngon Làm rất tuyệt vời Ai ăn cũng thích và cô ấy là hành nghề là làm bánh, cô ấy là đầu bếp nấu bánh, được không ạ? À? Cô ấy là thợ làm bánh. Nhưng cái cô thợ làm bánh này thì sao ạ? À? Cô ấy không đi làm thuê nữa, cô ấy đi ra tự mở nhà hàng, tự mở một tiệm bánh và cô ấy bán bánh. Nhưng mà Châu Huy hỏi gì ạ, cái kỹ năng, cái chuyên môn của cô này là làm gì ạ? Là làm bánh. Cô ấy có biết về pháp lý không? Cô ấy có biết làm bán hàng không? Cô ấy có biết marketing không? Cô ấy có biết là thu chi, chi tiêu, kế toán, kiểm toán, hành chính, nhân sự, quản lý, nhân viên không? Cô ấy có biết huy động vốn không? Không. Oh. Những cái thứ đó là những thứ Mà nếu như bạn kinh doanh bạn phải làm Xuất sắc Không phải là biết đâu Bạn phải làm xuất sắc Thì bạn mới thành công nữa Có đúng không ạ à? Nhưng cái cô này không biết Và cô không làm được Và thế thì sao ạ à? Thì chắc chắn không bán được bánh Bán bánh không được bán không được hoặc là bán được thì chỉ bán được cho người như từ người thân thôi có biết bán hàng đâu mà bán hàng được có biết quảng bá đâu mà khách hàng biết đến đúng không à cho nên là gì cho nên là không thành công được không thành công được lấy ví dụ thôi chứ ví dụ bán bánh thôi hay là cũng là câu chuyện đó một cái chị đó chị đó có nhà và ở nhà chị ấy thì chị ấy là chồng dâu và chị ấy rất là hiểu cái quy trình trồng dâu và chị ấy rất là chăm dâu rất là tốt dâu rất ngon dâu rất tươi dâu rất tuyệt vời và chị ấy đi bán dâu nhưng mà lại không biết kinh doanh không biết quảng bá không biết marketing không biết điều hành doanh nghiệp vậy thì dâu có bán được không ạ dâu dù có ngon cỡ nào có bán được không ạ rất khó bán đúng không anh chị đồng ý không và cái hiện tượng này thì nó đang xảy ra ở ngoài kia nó đang xảy ra ở ngoài thị trường 10 người thì hết 9 người là như vậy đều đi kinh doanh bằng may mắn đều đánh cược đánh cược ấy có nghĩa là cứ làm đi ai mua thì mua cứ bày ra ra ngoài chợ bày ra dâu đây đó ra ngoài sạp mở ra rồi dâu đây đồ đây bánh đây rồi ai mua thì mua có đúng không? Để cái tiệm bánh đó, để cái tiệm bán dâu đó, để cái tiệm bán trái cây đó, để cái tiệm bán quán nước đó. Rồi, ai tới mua thì mua. Phó thác cho số phận. Hên xui, may rủi. Chỗ nào đông thì cứ mở sạp ở đó. Chỗ nào có chợ thì mở sạp ở đó. Chỗ nào đông mở sạp ở đó. Rồi ai mua thì mua. Đúng không? làm vậy thì chừng nào mới giàu được làm vậy thì, 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 thì phi thương mất phố kiểu gì anh chị hiểu mà bởi vì đâu có công thức đâu đó là kinh doanh với cái đầu rộng đấy làm kinh doanh nhưng không biết kinh doanh đi bán hàng mà không biết bán hàng, đi làm doanh nghiệp nhưng chẳng biết doanh nghiệp vận hành như thế nào, thì làm sao mà thành công được? Bao nhiêu số hiệu bài học này có tôi không? Đấy cái câu chuyện là như vậy, chứ không phải là những cái người đó là dở nha những anh chị đó họ là chuyên gia trong cái môn của họ, trong cái lĩnh vực của họ, trong sản phẩm của họ, đúng không? Họ là chuyên gia, họ từ nghề đi lên mà, họ từ nghề của họ đi lên nhưng mà cái nghề của họ thì chẳng liên quan gì tới kinh doanh này. cái nghề của họ chẳng liên quan gì tới buôn bán cả tới thương trường cả thì sao ạ à? thì họ phải học lại thôi. còn nếu họ không học thì sao thì họ chỉ vẫn như vậy vẫn như cũ y như cũ anh chị đồng ý không ạ phó thác cho số phận thôi hên thì có người mua không hên thôi hên có người mua không hên thì ừ thôi đó ngay hôm đó ế bạn ăn, ăn cơm với lại ăn cơm với muối thôi còn nếu mà có người mua thì ngày hôm đó có thêm miếng rau miếng thịt sống như kinh doanh như qua ngày thôi sao khổ vậy bạn đồng ý không yes. vậy thì đó chính là cái điều cực kỳ quan trọng đó là chính là về tư duy anh chị anh lưu ý nha cái tư duy là cái cái nền tảng và cái cái chốt luôn á cái chốt luôn á đi kinh doanh hay là bất kỳ cái gì mà với một cái đầu rỗng thì không thể thành công được đừng có hy vọng thành công không thành công được luôn á nó giống như là bây giờ bạn đi thi mà bạn không có học bài á. bạn đi thi với cái đầu rỗng á mà thi không phải là thi viết thi vấn đáp lên trả bài một một á ở độ độ đổ, đổ, đổ và quay cọp được thằng nào đúng không đúng không đây thi vấn đáp có học bài không thì vẫn đáp không một bài ừ, có có mấy điểm. Anh chị đồng ý không ạ? Đấy kiểu như thi viết thì còn nhiều khi là bạn ơi, tớ quý bạn lắm, có gì tớ 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 đãi bạn bữa ăn hay là có gì tớ tặng bạn cái này tặng bạn cái kia vân vân mây mây gì đó. ừ đúng không? nhiều khi có thái độ không nhiều khi là 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 có thể là là ở Ừ, có phao được nhưng mà còn bây giờ mà đi thi và thi thi gì thì vẫn đá và đi luôn thì vẫn năm một một này nói chuyện với nhau này để phao đi phao gì ai cứu đây anh chị hiểu mà thì chúng ta đang nói về cái câu chuyện như vậy đó đi kinh doanh cũng như vậy đi kinh doanh mà không có hiểu biết không có kiến thức không có kiến thức về kinh doanh nha thì chắc chắn là đừng có hy vọng nữa đừng có hy vọng là là may mắn hiểu không? được không ạ anh chị hiểu không nó chắc chắn là tập luôn á nó giống như là đi thi vấn đáp mà không có học trước á không học bài á ờ nó, nó chắc chắn là tập luôn á ok cho chị rồi tiếp tục nha thì đó chính là tư duy cái thứ hai là công cụ thì công cụ ở đây là gì công cụ kiếm tiền đúng không ạ công cụ kiếm tiền, công cụ kiếm tiền trong kinh doanh. thì công cụ kiếm tiền thì có rất là nhiều cái công cụ ha. cái này thì chúng ta sẽ không có nói nhiều ở đây bởi vì là cái đó khi mà anh chỉ có tư duy rồi thì tùy theo cái ngành nghề, tùy theo cái lĩnh vực kinh doanh thì anh chị sẽ có thể nhìn ra được cái công cụ kiếm tiền kiếm tiền của mình là gì, được không ạ? thì công cụ kiếm tiền thì huy có thể chia sẻ một cái số cái như là cái doanh nghiệp của mình này, cái cơ sở kinh doanh của mình này, đúng không ạ? hay là cái trang truyền thông, quảng bá, marketing cái uh, trang mạng xã hội của mình cũng có thể dùng để kinh doanh được đúng không ạ à, hay là cái thương hiệu của chúng ta cũng là công cụ kiếm tiền đấy đó, những cái thứ đó những cái thứ như như, như vậy là công cụ kiếm tiền hay là cái sản phẩm của chúng ta cũng là công cụ kiếm tiền thôi đúng không ạ nó là công việc kinh doanh cái gì liên quan tới công việc kinh doanh của mình thì đó là công cụ kiếm tiền ok chưa yeah. yes rồi và cái thứ ba là kỹ năng vậy thì kỹ năng là gì kỹ năng trong việc ứng dụng những cái kiến thức mà bạn có kỹ năng bán hàng kỹ năng marketing quảng bá kỹ năng chăm sóc khách hàng kỹ năng quản lý chuỗi cung ứng kỹ năng đàm phán và kỹ năng lãnh đạo nếu như mà bạn là đang điều hành doanh nghiệp bạn đang điều hành doanh nghiệp thì bạn phải có điều kỹ năng lãnh đạo được không ạ kỹ năng huy động vốn làm gì chứ đi đâu đi kinh doanh thì lúc nào cũng sẽ thấy thiếu tiền đúng không ạ thiếu tiền muốn mở rộng cũng cần vốn muốn phát triển cũng cần vốn mà muốn gì vậy? muốn có thể là gì à, à, vượt qua cái thời kỳ khó khăn cũng cần vốn vậy thì sao ạ kỹ năng huy động vốn cũng phải có mà kỹ năng huy động vốn thì sao thì nó lại đi kèm với kỹ năng đàm phán và những cái đó nếu mà không tập ấy Không có kiến thức Không có công thức Mà cũng không có luyện luôn thì sao Thì cũng không thành công Đàm phán toàn thua thôi Đúng không Đàm phán toàn thua Huy động vốn người ta không có cho tiền Đi đi bán hàng không ai mua hết Quảng bá không có ai biết tới mình hết Thì cái đó là fail rồi Bởi vì mình đã không có cái kỹ năng Và kỹ năng thì nó liên hệ với tư duy Bao nhiêu xe bài học này có mình tôi ạ à? Yes thì, thì chúng ta quay trở lại cái bài học ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Huy sẽ nói cho anh chị một cái điều rất rất là quan trọng ở đây là gì? Vì tất cả những cái kỹ năng những tư duy này thì chúng ta cần phải nhớ một điều đó là gì? Cho Huy hỏi anh chị, bây giờ ngay bây giờ lúc này anh chị hãy comment lý do tại sao anh chị lại kinh doanh. Lý do tại sao anh chị lại startup up, lý do tại sao anh chị lại khởi nghiệp. Ngay bây giờ chúng ta sẽ có một phút để comment những cái lý do của mình. Lý do tại sao bạn lại bỏ cái công việc làm thuê của bạn để kinh doanh Lý do tại sao bạn lại theo đuổi cái nghiệp kinh doanh Lý do tại sao bạn lại trở thành một thương nhân Lý do tại sao bạn lại phải đi buôn bán Lý do tại sao, lý do tại sao Hãy comment đi ạ Chắc chắn là chẳng ai kinh doanh để có một công việc ổn định cả đúng không Chẳng ai kinh doanh để có là lương hưu cả bạn kinh doanh để làm gì ạ hãy comment cái lý do mà lý do tại sao bạn lại bỏ cái công việc cũ của bạn công việc làm thuê của bạn để bạn đi kinh doanh lý do tại sao mà bạn không đi làm thuê mà bạn đi kinh doanh một trăm người thì hết chín mươi chín người là gì ạ là để mình thành công về tài chính doanh nhân mà nói rằng là không muốn kiếm tiền ấy, thì đó doanh nhân bất phép chẳng có doanh nhân nào mà nói là không muốn kiếm tiền bóp phép thôi đúng không ạ mục tiêu là muốn thành công về tài chính phi thương thì bất phú để có thể gia tăng thu nhập để hay kiếm nhiều tiền hơn cũng có thể là để để có thể là tự do tài chính cho sau này vậy thì quay trở lại câu chuyện ở đây là gì vậy thì một trong những cái nguồn gốc ở đây đó chính là cái tư duy về sự thịnh vượng và những ngày hôm qua thì huy đã chia sẻ với anh chị là gì ạ đó là gì đó là dù là thời điểm nào anh chị hãy nhìn vào cái xã hội dù là thời kỳ nào đi chăng nữa dù là thời kỳ nào nhé thì có phải cũng luôn luôn có những người giàu có không luôn luôn có những người giàu có nhé. luôn luôn có những người vươn lên không dù thời kỳ nào thời đại nào cũng luôn luôn có những người vươn lên vươn lên vươn lên và giàu có lên dù là thị trường kinh tế nó có đang phát triển nó có đang tốt hay có nó đang khủng hoảng vẫn có rất nhiều người họ đang giàu lên đúng không ạ Vẫn có nhiều doanh nghiệp đang phát triển không ạ kinh tế có tuyệt vời kinh tế có khủng hoảng vẫn có những cái con người giàu lên đúng không ạ vậy thì chúng ta sẽ thấy vậy, vậy thì tại sao họ làm được điều đó Tại sao họ lại làm được điều đó? Là bởi vì sao? Bởi vì những cái người đó họ có những cái niềm tin, tư duy của sự thịnh vượng bên trong cái đây này. Và tư duy thịnh vượng ở đây tư duy thịnh vượng tư duy của người giàu những người thành công về tài chính họ có tư duy thịnh vượng gì? những người thành công về tài chính họ có tư duy của những người giàu có và tư duy thì nó tác động tới cảm xúc suy nghĩ tạo ra cảm xúc cảm xúc tạo ra hành động và hành động thì tạo ra kết quả như ngày hôm qua chúng ta nói với nhau về một cái gọi là trực giác đúng không những cái người thành công và giàu có và những người chưa thành công thì khi có một cái sự việc xảy ra nha khi có một cái sự việc xảy ra khi có một cái vấn đề xảy ra hay là khi có một cái cơ hội xảy ra thì những người thành công và giàu có họ lại có trực giác của người giàu. Họ có trực giác của triệu phú. Họ có trực giác của tỷ phú. Và khi đó họ sẽ đưa ra những quyết định theo cái trực giác của người giàu và thế là họ lại nắm bắt được những cơ hội giúp cho họ trở nên giàu có hơn. Những người chưa có tư duy, chưa có niềm tin gốc rễ, chưa có những cái niềm tin gốc rễ về sự giàu có ở trong tâm thức của họ thì nó lại phát ra những cái trực giác gì trực giác của người chưa giàu và trực giác của người chưa giàu thì sao thì sẽ khiến cho họ đưa ra những quyết định khiến cho họ bớt giàu đi đây sẽ hiểu bài học này comment tôi ạ đây chính là một trong những cái điều rất rất là quan trọng luôn chị nó đến từ trong cái gốc rễ của chúng ta nó đến từ trong cái tư duy nó đến từ cái hệ thống niềm tin gốc rễ nó ở dưới cái tầng tạng thức ấy. nó ở dưới cái tạng thức ấy cái vấn đề là đến từ thành thức nó đến từ cái tiềm thức của chúng ta được không ạ à? và cái cách duy nhất để có thể thay đổi được đó là chúng ta phải thay đổi đời thay đổi khi chúng ta thay đổi vậy thì thay đổi là thay đổi cái gì thay đổi hạt giống trong tâm thức thay đổi hạt giống trong tâm thức anh chị thay đổi hạt giống trong tiềm thức vậy thì những cái hạt giống chúng ta cần thay đổi là gì thì trong những ngày trước thì Huy đã chia sẻ với anh chị về những cái hạt giống và cảm xúc đúng không ạ? Chúng ta lựa chọn những cảm xúc tích cực thì đó chính là cái điều đầu tiên. Tuy nhiên rằng lại dạ, cảm xúc tích cực thì nó giúp cho chúng ta vui vẻ hơn, cảm xúc tích cực nó khiến cho chúng ta cảm thấy tuyệt vời hơn, cảm xúc tích cực giúp cho chúng ta cảm thấy năng lượng hơn. Cảm xúc tích cực giúp cho chúng ta cảm thấy dạ à, chúng ta có yêu đời, năng lượng tuyệt vời. Chúng ta có được những cái điều tuyệt vời đến với mình. Tuy nhiên cảm xúc tích cực và tư duy tích cực thì nó chưa chắc giúp cho chúng ta có được cuộc sống thành công và giàu có anh chị nhé tư duy tích cực và tư duy hỗ trợ cho sự thịnh vượng là hai thứ hoàn toàn khác nhau ví dụ ví dụ đây một trong những tư duy đó là gì đó là một trong những tư duy đó là gì ạ một trong những cái tư duy đó là thất bại là mẹ thành công đây là tư duy tích cực anh chị nhưng huy sẽ nói với anh chị rằng nó không phải tư duy thịnh vượng đâu bao nhiêu trong số anh chị ở đây khi mà chúng ta ra ngoài thị trường chúng ta ra ngoài kia có ai không biết câu này không có ai không nói có ai không tin vào cái điều đó không Ai cũng tin vào cái niềm tin thất bại là mẹ thành công đúng không ạ? Hầu hết đúng không? Hầu hết mọi người anh chị gặp đi, anh chị thử đi, hầu hết đám đông luôn đó. Đám đông tin rằng thất bại là mẹ thành công. Được không ạ? Và một trong những cái nhà triệu phú cũng rất là tuyệt vời, một trong những cái người gọi là có thể tác giả viết sách rất là nổi tiếng và đã trở thành triệu phú đó là ông Robert Kiyosaki bao nhiêu số chị biết bộ sách cho cha cha giàu cha nghèo đúng không yes à, Robert Kiyosaki ông ấy có một cái niềm tin đó là thất bại là mẹ thành công và ông ấy đã thất bại liên tục trong suốt hơn 50 năm cuộc đời của mình Đến khi mà ông ấy qua tuổi 50 Ông ấy mới kiếm được một triệu đô la đầu tiên bởi vì sao cái niềm tin là gì thất bại là mày thành công cho nên là thất bại phải đến trước bởi vì bạn tin như vậy bạn hiểu hiểu ạ à? bạn tin như vậy cho nên giờ thì niềm tin của bạn nó giờ muốn thành công thì mày phải thất bại trước mày phải thất bại đi mày mới được thành công niềm tin của bạn nó tin như vậy cho nên giờ nó khiến cho bạn phải thất bại thất bại thất bại thất bại thất bại là mày thành công nhưng mà cái câu đó giờ cái câu đó nó thiếu rồi bởi vì sao thất bại là mày thành công nhưng mà giờ dạ, cái câu với đằng sau giờ dạ, với đằng sau đó là gì? Dạ, đó là nhưng mà tại sao tôi chờ hoài mà bà không chịu đẻ? Cái bà thất bại đó bị vô sinh rồi. Bà không có đẻ ra được đứa con thành công. Bà không có chịu đẻ. Cho nên thất bại hoài. Bài Và một cái bài một điều rất là quan trọng ở đây là gì? Ví dụ như Huy hỏi anh chị nha, ví dụ nha. Quay trở lại câu chuyện, quay trở lại câu chuyện nha. Ok chưa? Quay trở lại câu chuyện đi. Bây giờ đi kinh doanh với một cái đầu rộng Làm hoài làm hoài làm hoài thất bại thất bại thất bại hoài luôn. Vẫn thành công không? kinh doanh cái này phá sản, đứng lại làm lại kinh doanh cái thứ hai vẫn phá sản tiếp, kinh doanh cái thứ ba vẫn tiếp tục phá sản tiếp. Bởi vì sao thất bại chỉ có thể vậy thất bại hãy nhớ một điều vậy thất bại nó không xấu nhưng mà sau thất bại bạn không rút ra được bài học thành công thì bạn sẽ không thành công được sau thất bại nếu bạn không rút ra được bài học từ thất bại đó mà bài học đó nó phải giúp bạn thành công nhé bài học thành công thì nó mới giúp bạn thành công được sẽ ở bài công tôi ạ à. có những người họ thất bại rất nhiều lần nhưng mà họ vẫn không rút ra được cái bài học thành công họ chỉ rút ra được bài học từ thất bại là gì làm cái đó không thành công thôi họ chỉ rút ra được cái bài học thất bại là gì à bán cái đó không bán được thôi chứ họ không rút ra được cái bài học thành công là gì? Đó là tôi phải đi bán hàng. Tôi phải giỏi bán hàng trước. Tôi phải giỏi bán hàng trước rồi tôi bán cái gì tôi cũng giàu hết. Người ta không rút được bài học đó cái cái câu mà Huy vừa mới nói anh chị đó thì Huy nói nha có nhiều người họ mất 5 năm, 10 năm họ còn chưa rút ra được cái câu vừa rồi đó. Cái câu đó anh chị có bao nhiêu tiền anh chị kinh doanh là đúng mấy nhiêu tiền luôn đó. Bạn hiểu mà. Đi kinh doanh mà không 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 biết bán hàng là chắc chắn là thất bại luôn. Tại vì kinh doanh là gì? kinh doanh là mua buôn bán mà buôn bán. Nó có chuyện bán trong buôn nó buôn và bán. Là bán hàng đó mà đi kinh doanh mà không biết bán hàng thì là cầm chắc thất bại rồi. Chứ không phải là tại sản phẩm đó đâu. Không phải là tại cái sản phẩm đó không tuyệt vời đâu. Tôi nói thật luôn Cái gì cũng bán được hết Bạn biết cách bán thôi Bạn có kỹ năng bán hàng Bạn có nghệ thuật bán hàng thôi Ở đây anh chị nào đã học Tham gia vào nhóm đèn luyện doanh nhân, nhân chạm tao vàng rồi bao nhiêu số chị ở đây là tham gia vào cái tháng vừa rồi tháng 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 sáu vừa rồi chúng ta có một tháng rèn luyện về nghệ thuật bán hàng đỉnh cao đúng không? Có phải cái gì cũng bán được không ạ? À? Cái gì cũng bán được hết. không chỉ bán được đầu bán được số lượng lớn luôn đúng không bán được giá cao luôn đấy thậm chí bán mà coi như là khách hàng đến đến đông đến mức mà giờ ôi khách hàng để bán luôn không có hàng để bán luôn đúng không cái gì cũng bán được hết không phải là cái không phải là cái bài học từ thất bại là gì nhiều người họ kinh doanh xong họ chỉ rút ra một bài học là gì à kinh doanh cái này không có lợi thế thôi Chứ họ không rút ra được cái bài học chính xác à Bản chất bài học đó là Muốn thành trong kinh doanh Thì cái thứ đầu tiên, kỹ năng đầu tiên bạn phải có Đó là kỹ năng bán hàng Bạn phải biết bán hàng Bạn phải giỏi bán hàng, bạn phải giỏi sale Bạn phải là bậc thầy về bán hàng Thì bạn mới thành công trong kinh doanh được Bao nhiêu sẽ hiểu bài học này tôi à? anh Bao nhiêu tiền luôn á Huy nói luôn Có bao nhiêu tiền, xứng năm bao nhiêu tiền đấy không biết cái câu vừa rồi là huy nói luôn là bao nhiêu còn bao nhiêu tỷ cũng đi hết bao nhiêu tỷ đi hết huy đã chứng kiến có một rich kid nha rich kid. một cái người bạn của mình một rich kid bố làm to thì con được nhờ năm hai đại học đi kinh doanh mỗi tháng ông già nó rót cho nó 10 tỷ và sau 6 tháng thì sao? đóng cửa doanh nghiệp thế con thế còn có hiếu không sáu okay. tháng xài dùm bố sáu chục tỷ bao nhiêu tiền xứng đáng bao nhiêu tiền tôi nói bạn luôn bao nhiêu tiền xứng đáng bao nhiêu tiền luôn có biết bán hàng quái đâu cha mẹ tích góp cho đã vô tới đời con nó phá giùm mày. Bao nhiêu hiểu bài này ạ? Yes. Nó là như vậy đấy. Ok chưa? Đấy, tỉnh táo chưa? 60 tỷ thì cũng gần gần cũng uh, 2,5 triệu đô rồi đấy. Bạn cầm 1 triệu đô bạn là triệu phú đô la rồi đấy. <laughs> 6 tháng rồi 6 tháng 6 tháng rồi, anh ta đã tiêu được 2,5 triệu đô tuyệt vời luôn tỉnh táo lên nhé tỉnh táo lên anh chị ha chỉ một bài học thôi thôi tại có biết bán hàng quái đâu thích là làm thôi đúng không thích là làm nhảy ra làm mà không có kỹ năng bán hàng không có kiến chiến lược không có tầm nhìn không có kiến thức gì hết thì đọc bao nhiêu tiền vào thì bay hết bấy nhiêu tiền bạn hiểu không ạ à? làm giàu không khó ok chưa rồi thì cái đó chính là cái tư duy chính là cái tư duy công cụ kỹ năng ok chưa tư duy tăng lên thì tiền tăng lên là như vậy đó chị đi kinh doanh mà không có tư duy thịnh vượng không có kiến thức không có bài học thành công thì sẽ không thành công đâu vậy thì quay trở lại cái tư duy thất bại là mẹ thành công là tư duy tích cực nha rất tích cực bởi vì mình 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 đọc cái tư duy đó thì mình cảm thấy là gì mình cảm thấy là ok mình cảm thấy tuyệt vời đúng không mình cảm thấy là ờ à, thất bại thì mình à, coi như là tương lai sẽ thành công đấy kiểu kiểu như vậy để cho là nó nó nhẹ nhàng cho nó đỡ bị áp lực thôi nhưng sự thật là gì ạ? Sự thật là thất bại thì nó không có tạo ra thành công. Thất bại nó không mang lại thành công anh chị. Mà là cái gì ạ? Bài học, kinh nghiệm, thành công thì mới tạo ra thành công. Bạn không nhất thiết phải thất bại để bạn mới thành công. Bạn có thể dạ Học luôn đi Có cần phải bị bỏng rồi Mới biết cách để bật lửa không Hay là học cách Để bật lửa để không bị bỏng đi Làm theo đúng công thức thành công Là bật lửa được luôn Đúng không Có cần là phải thử nghiệm Trồng một ngàn cái cây Không cây nào lên hết hay là học cái người trồng cây thành công công thức làm sao gieo trồng như thế nào bước một bước hai bước ba bước bốn bước năm như thế nào làm đúng công thức đó thì cái cây của bạn lên không Đỡ phải mất một ngàn cái cây kia tốn thời gian tốn công sức tốn tiền không thay vì là phải thất bại tốn tiền tốn thời gian tốn công sức phá sản vỡ nợ ngập nợ vân vân rồi xong rồi phải trả nợ lại xong rồi sau mà quay trở lại làm lại từ đầu thì bây giờ học luôn Làm luôn thành công luôn được không Tại sao phải thất bại rồi mới thành công Bao nhiêu thế qua rồi Câu tôi ạ à. Hai bây chính mình nói là Tôi thông minh qua đề Hiểu rồi mới thông minh đúng không Hiểu rồi là quá thông minh Còn chưa hiểu thì Cũng thông minh ừ, Ok Chưa hiểu thì từ từ hiểu Đúng không Ok Rồi Đây. Vậy thì sao ạ à? vậy thì một điều rất là quan trọng ở đây vậy. một điều là mình phải mình phải nói mình thông minh thì mình mới thông minh lên nha ừ. hãy um, gieo gieo hạt gieo hạt gieo hạt gieo gieo, gieo, gieo gieo tư duy thông minh lên anh chị mình phải tin mình thông minh mới thông minh chứ đúng không Ừ từ nhỏ tới lớn là toàn bị gọi là bị tò rồi thì bây giờ bây giờ phải, phải mình phải nói lại không tôi thông minh nhá tôi bị tò tôi bị thông minh tôi bị thông minh đó mấy người đó không hiểu tôi đó. đúng không à, tôi thông minh tôi thông minh thông minh cài đặt tư duy thông minh đúng không đó ok chưa yeah. Đấy, vậy thì bây giờ quay trở lại câu chuyện này à, Vậy thì cuối cùng là gì ạ? Chúng ta phải hiểu rằng gì ạ? Tư duy tích cực Chưa chắc mang lại gì ạ? Mang lại sự thành công cho con Tư duy tích cực Niềm tích tích, tích cực Thì nó tích cực đó Nhưng nó chưa chắc mang lại sự thành công cho con Anh chị ha Bao nhiêu sẽ hiểu bài học này ạ? Yes, đây chính là một cái điều rất quan trọng. Và đương nhiên là anh chị tin như thế nào thì đúng như thế, như thế đó, đúng không? Một là bạn đúng, hai là bạn giàu. Bạn chẳng đúng hay giàu là tùy chuyện của bạn. Nếu như mà bạn bạn giàu, ấy, nếu như mà những cái mà của bạn, bạn tin là đúng, thì nó đúng với bạn thôi. Nhưng nếu như bạn chưa giàu, ấy, thì bạn phải học từ cái người mà, mà đang, đang, đang là đây dạ. những cái người mà đã, đã có thể tạo ra được cái sự thịnh viện. Họ đã tạo được cái sự giàu có. Bởi vì nếu như nha, Huy luôn luôn có một quan điểm như thế này. Nếu như có một ai đó đang có kết quả lớn hơn mình. Nếu có một ai đó họ đã làm được cái điều mà mình chưa làm được. Thì chắc chắn là họ biết cái gì mình chưa biết. Đúng không? Họ biết cái gì mình chưa biết đó. Chắc chắn luôn. Ví dụ mình làm qua mình kiếm được có 10 triệu à. Mà thấy cái người đó đúng không? Người ta kiếm được 10 tỷ thì mình phải người, cái người biết kiếm được 10 tỷ biết cái gì mà người người kiếm 10 tỷ 10 triệu chưa biết đúng không anh chị hiểu mà hiểu không chúng ta phải học học hỏi từ người thành công như anh chị hiểu không ạ câu chuyện là như vậy rồi vậy thì quay trở lại câu chuyện vậy thì bây giờ bí kíp ở đây là gì vậy thì làm sao để chúng ta có thể mà có được những cái niềm tin hỗ trợ sự thành công cho có đây làm sao đây đúng không ạ bí kíp để giúp cho tất cả anh chị tất cả anh chị ở đây luôn huy, huy tin rằng là tất cả các anh chị ở đây đều có thể thay đổi được bởi vì chính huy là người đã thay đổi bởi cái điều này ngày xưa lý do tại sao mà huy kinh doanh huy thất bại 6 tháng làm việc liên tục ở đây mà ông nội nào mà nói rằng thất bại là thành công hả tôi nói thật với các các anh chị nhé nó không đúng đâu tôi đã thất bại đâu đó luôn tôi chẳng học được bài học gì cả tôi rất là chê luôn á những cái người mà chỉ nói thất bại và thành công thôi chưa làm gì đâu khi mà tôi đi học tôi hiểu được cái cái, cái công thức này tôi ứng dụng và tôi thành công luôn bạn hiểu mà cứ nói là thất bại cứ thất bại cho thoải mái đi mà thất bại đi thất bại là làm lại thôi nhưng mà thất bại làm lại cái gì cuộc đời này cứ đi làm lại hoài cuộc đời này là thành công nói đi thành công chứ bạn hiểu mà và hãy nhớ giờ thành công thì luôn luôn để lại dấu vết Thì ngu gì không đi theo nó Đúng không? Thành công để lại dấu vết thì cô cứ đi theo nó cho nó nhanh Đúng không ạ? À? Yes Cho nên giờ ừ, ai thích thất bại thì cứ thất bại tiếp đi nha Thất bại đủ rồi quay lại đây học tiếp Được không? Ừ Thất bại đủ rồi thì hết tiền rồi quay lại đây học tiếp Bây giờ nhiều tên còn 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 khôn lắm. Ok chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta nói vậy vậy thì công thức này những anh chị nào đón nhận chắc chắn anh chị sẽ thành công, thành công rất nhanh luôn. Tại vì nó đã cứu cuộc đời của Huy rồi. Đó là gì? Muốn thành công về tài chính, muốn giàu có như những triệu phú phải biết những triệu phú họ có suy nghĩ gì. Muốn trở thành triệu phú, ha muốn trở thành thành công về tài chính thì phải biết được những nhà triệu phú, những người thành công về tài chính, những người giàu có về tiền bạc. Họ có tư duy gì, họ có suy nghĩ gì, họ có niềm tin gì trong đầu của họ. Họ tin cái gì, họ nghĩ gì, họ tư duy như thế nào. Thì phải học. Vậy thì bây giờ mới, mới mới nói là gì? Thế thì ở đâu ra? Đào đâu ra? Đào đâu ra? Làm sao mình mình biết được, đúng không? Mình đang nghèo mà làm quá gì hồi hồi đó hồi cũng như vậy thôi. Mình đang nghèo mà mình làm bây giờ quá biết làm, làm quá gì mình biết được cái thằng giàu nó nghĩ gì? Làm sao mình biết được cái thằng giàu nó nghĩ gì? Mình làm sao mình biết thằng triệu phú nó nghĩ gì? Mình biết là mình giàu rồi, mình biết là mình thành triệu phú từ lâu rồi. Đúng không à? Và rất là tuyệt vời chị Huy phải nói thật, là, tụi mình phải nói là mình quá may mắn. Chúng ta rất là may mắn vì chúng ta được sống trong cái thời đại này anh chị. Đó là gì? Đó là tất cả mọi thứ nó có sẵn rồi. Không biết thì sao? Không biết thì hỏi, muốn giỏi thì phải học. Và thế là gì ạ? Đi tìm kiếm. Khi bạn tìm thì bạn sẽ thấy. Muốn biết những triệu phú nghĩ gì? Đi tìm đi. Và thế là gì? Ồ, oh, quyển sách bí mật tư duy triệu phú bán chạy nhất thế giới bán chạy nhất The New York Times Wall Street Journal USA Best Seller và ngày hôm nay nó bán chạy nhất thế giới luôn Ủa hay vậy Ủa tư duy triệu phú suy nghĩ triệu phú Ồ tác giả là T.H. Cơ ông này đây lên Google kiếm Ồ, oh, tổng tài sản của ông ấy đã hơn 5, 500 triệu đô la. Một cái người mà có mà kiếm được hơn 500 triệu đô rồi có nên học không À? Sách của một tác giả mà đã kiếm được hơn 500 triệu đô rồi có nên đọc không? Rồi chắc là chắc chắc phải có cái gì đó đúng không? Ông kiếm được 500 triệu đô thì chắc 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 mình phải đọc mình coi coi ông có cái gì hay đúng không? ở ừ. Bạn có 500 triệu đô chưa? Nếu có rồi thì coi khỏi, khỏi đọc. Còn chưa có thì nên đọc chưa có tôi đọc liền ừ, cho nên là tôi đọc liền tôi không cần biết không biết ông này ai hết nhưng mà. bây giờ thấy ông ờ, thấy ông giàu thôi đọc đi đọc coi, coi. ông có gì hay đúng không thành công bây giờ dấu vết thì bây giờ đi cái người nào mà thành công thì mình mình thấy người ta đi đâu mình đi theo đi ở ừ, người ta để là dấu vết cho mình nè người ta để để, để biết kiếp nè Bí kiếp 92 000 đúng không mang về đọc đi được không đọc ngôn tình thì không không thì 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 không có than mà đọc sách học đọc sách của của triệu phú thì lại than là sao mua nguyên bộ ngôn tình về đọc nè không sao hết á ừ mua bỏ ra cả triệu đồng mua nguyên bộ Harry Potter và hào đó phiền phù thủy, Harry Potter và hầm chứa bí mật Harry Potter và kẻ thù vượt ngục Azkaban đúng không? Harry Potter và chiếc cốc lửa, Harry Potter và hội phượng hoàng, Harry Potter và hoàng tử lai, Harry Potter và bảo bối tử thần đúng không? Đó mua hết nguyên 7 cuốn, đó, 7 cuốn nó mua hết triệu á. Tại mấy cuốn nó mắc lắm. có khách Harry Potter là sao rồi mua gì tiếp à mua tới gì à? chú tể của những chiếc nhẫn rồi xong thêm một bộ nữa hết chú tể của những chiếc nhẫn dẫn rồi là đến gì tới Eragon. Eldes đại ca đúng không đó rồi xong tiếp rồi chơi, ch ngôn tình tiếp ngôn tình còn nhiều nữa hết ngôn tình thì sao kiếm hiệp của Kim Dung nguyên một bộ dài thằng lòn rồi đọc kiếm hiệp của Kim Dung là hết 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 năm luôn đọc mấy đó không có không có không có, không có thang đâu đọc sách của của tỷ phú triệu phú thì nó thôi đọc hỏi sao dạo nói sao không giàu ok chưa Yes. Ừ, nó nó hay gì á? Ừ. Rồi quay trở lại câu chuyện. Vậy thì cái câu chuyện ở đây là gì ạ? À? Lúc đó thì Huy chỉ có thể biết là vớ cuốn sách này Huy đọc thôi. Và khi mà mình đọc cuốn sách này thì sao ta? Sao? Hay không? Không hiểu gì hả? <laughs> không hiểu không hiểu gì hết, thì đọc lại cái gì à, đọc xong trời sao mà? không hiểu gì hết tại sao tại vì toàn kiến thức lạ hết toàn là những kiến thức lạ toàn là những kiến thức mình chưa bao giờ được học hết nhỏ lớn có ai nói mình mấy tư duy đó đâu nhỏ lớn toàn là nói mấy tư duy khác không à đúng không cho nên gì cho nên khi mình đọc thì sao mình thấy lần một đọc xong giỏi lắm thì hiểu được một trên mười thì nó à? đó là huy là ừ, huy đang nói huy, nha. một số anh chị nào đọc một lần mà anh chị hiểu được là anh chị tuyệt vời, đúng không? Rồi và huy sẽ nói với anh chị nha, huy đọc nhưng mà huy biết là gì, nhưng mà huy đọc huy thấy nó hay thiệt, huy đọc huy thấy nó có những cái lý do tại sao mình biết mình đọc lần một là mình biết lý do tại sao mà mình mình nghèo rồi đó, thiệt, mình đọc lần một là mình biết lý do tại sao mà mình chưa thành công, lúc đó mình kinh doanh mình thất bại rồi, thiệt mà. Vậy thế đọc lần 2 Thế đọc lần 3 Đọc lần 4 Đọc lần 5 Đọc lần 6 Đọc lần 7 Đến lần thứ 8 Mới ngộ ra được một bài học Hay không? Đọc tới lần thứ 8 Mới ngộ ra được một cái bài học Mà rút ra được bài học đó Là thành công luôn Bài học đó là gì? Bữa sau sẽ chia sẻ. Ok dạ. Rồi, bây giờ thì đã là 10 giờ 12 rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc ở đây ha. Ngày mai Huy sẽ chia sẻ với anh chị tiếp những cái uh, tư duy để chúng ta có thể là thay đổi cái tư duy của mình và chúng ta sẽ phát triển cái tư duy triệu phú của chúng ta được không ạ? Rồi, bây giờ trải rồi đi ngủ. <laughs> ừ. À, để ngủ đi à, ngày mai là học tiếp tôi ho mỗi ngày cứ chút 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 gì đó ừ, thì sẽ thành công ha rồi thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc đây hẹn là các chị em vào cái buổi zoom tối ngày mai ha chúc tất cả chúng ta có được một cái buổi tối một cái giấc ngủ tràn ngập với niềm về sự thành công Sao có khỏe mạnh lành lặng, thông minh may mắn tự do và hạnh phúc cho bạn ha hôm nay là một ngày thành công về tài chính hôm nay là một ngày bùng nổ về lợi nhuận và hôm nay tôi là người thành công bạn là người thành công sinh ra trên đời chúng ta là những người thành công sinh ra trên đời chúng ta là những người chiến thắng và hẹn gặp lại bạn ở trên đỉnh vinh quang rồi chào tạm biệt các nhà các bạn siêu yêu quý các chị và các bạn luôn bye, bye.